trong video này, công ty cổ phần giải pháp Hacode sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn quá trình mở hộp sản phẩm đầu đọc mã vạch 1D Datia MSMK7120. Trên tay tôi đây là chiếc hộp đựng sản phẩm đầu đọc MSMK7120. Quý vị và các bạn có thể nhận thấy ngay là kích thước của hộp nó đã lớn hơn một chút so với hộp đựng đầu đọc mã vạch EZ5900 và HF600. Bây giờ tôi sẽ mở ra để giới thiệu tới quý vị và các bạn từng chi tiết của nó. Trước tiên là sách hướng dẫn sử dụng. Đây là tài liệu đi kèm của đầu đọc mã vạch MSMK7120 mà nhà sản xuất đã để sẵn trong từng hộp sản phẩm. Còn đây là phần chân đế của MSMK7120. Cái phần chân đế này nó có tác dụng là khi mà bạn gắn chân đế vào MSMK7120, bạn gắn chân đế vào phía dưới này thì bạn có thể treo nó lên tường thay vì là để bàn, nên là cái đầu đọc này nó có tính cơ động rất là cao. Sau đây tôi sẽ lấy phần dây cáp USB của nó ra. Nó có một đầu là để nối vào cổng USB của máy tính, còn một đầu là để nối vào cổng giao tiếp ở đằng sau của đầu đọc. Bây giờ tôi sẽ nối vào đây, nối vào cổng đằng sau của đầu đọc. Đầu còn lại tôi sẽ nối với cổng USB của máy tính. Đèn trên đầu của đầu đọc chuyển từ trắng sang xanh và có tính kêu bíp, tức là đầu đọc đã sẵn sàng để quét. Như quý vị và các bạn có thể thấy là đầu đọc này có dán nhãn hiệu Cobit. Đây là cái trình điều khiển giúp cho đầu đọc hoạt động và có tem của nhà sản xuất. Thiết kế của đầu đọc này khá là to và vững chãi, nó rất phù hợp với việc để trên bàn để quét. Và vì là cái phần mắt đọc của nó có cấu tạo tròn như này và có thể gập lên gập xuống một góc 60 độ, nên là nó rất là thích hợp để mà quét những cái sản phẩm có kích thước lớn để đọc mã vạch của những sản phẩm đó. Về phần tốc độ đọc thì đầu đọc mã vạch MSMK7120 có tốc độ đọc khá là nhanh, lên tới 1120 lần một giây, nên là nó sẽ đẩy nhanh quá trình thanh toán của cửa hàng bạn. Sở dĩ nó có tốc độ quét nhanh như vậy là vì nó sử dụng công nghệ quét cùng loại với công nghệ quét của đầu đọc mã vạch 1D Datia EZ5900, nên là nó cho hiệu quả quét rất là nhanh. Như quý vị và các bạn có thể thấy, đầu đọc mã vạch MSMK7120 có thước to hơn các cái đầu đọc mã vạch dòng Honeywell như là HF600 hay là EZ519 một chút, nên là trọng lượng của nó cũng nhỉnh hơn những cái đầu đọc kia chút, rơi vào khoảng tầm 400g. Tuy nhiên là điều đó không ảnh hưởng nhiều đến quá trình hoạt động và thao tác của nhân viên thu ngân hay là người sử dụng đầu đọc, vì chủ yếu là quá trình hoạt động của nó là để trên bàn. Nên để trên bàn như này, nên là cái thông số đó không ảnh hưởng quá nhiều đến sản phẩm. Đây cũng là dòng đầu đọc Datia, nên là bạn có thể nhìn thấy các cái tia nó chiếu ra đan xen thành tạo thành mạng lưới như này, nên là nó sẽ đọc các cái sản phẩm với tốc độ rất là nhanh vì công nghệ quét tia laser và mạng lưới rất là dày như này. Hiện tại thì đầu đọc mã vạch 1D Datia MSMK7120 đang được công ty cổ phần giải pháp Hacode phân phối và bán lẻ với mức giá rất là cạnh tranh. Để liên hệ mua hàng hoặc là nhờ trợ giúp về mặt kỹ thuật, xin quý vị và các bạn liên hệ tới công ty cổ phần giải pháp Hacode theo số điện thoại 024-7300-1138 hoặc số hotline 0942 85 85 85. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.